Những đôi loa BMB đến từ đất nước Nhật Bản. Những đôi loa như thế này cách đây khoảng độ 2-3 năm về trước các bác mua tiền cũng khá là cao đấy. Đôi BMB này. Đôi BMB này là hàng made in Japan luôn quay. Đem về được hơn chục đôi, này đôi. Tất cả đều là dòng BMB này. Cũng có cách đây khoảng độ tuần trước có về một lô cũng vẫn loại này đấy. Em một loại này em để cho các bác mức giá là 3 triệu 6. Phước em báo cái giá 3 triệu 6 nhiều bác bảo mẹ 3 triệu 6 chắc loa đều à. BMW CS 350V hàng xịn của Nhật các bác ạ. Em sẽ khui hàng luôn cho bác luôn nhé. Con này 300W một loa trở kháng 8 ohm, hàng made in Japan luôn. Đây. Và các bác là đây, sau đây em Tuấn sẽ khui hàng luôn cho các bác để cho bác xem là vì ngày trước thì cách đây khoảng độ 2-3 năm về trước thì các bác mua những đôi này thì đúng là 5 4 5 triệu, 5 6 triệu cũng có. Nhưng bây giờ thì báo cáo các bác là cái loa bãi nó rất là phổ thông cho các bác rồi. Rất là nhiều. Có nhận được rất là nhiều nguồn hàng về. Do vậy mà cái chi phí bỏ ra nó cũng thấp, nó không như ngày trước các bác nhé. Nên có nhiều bác là thấy như vậy là bảo ô sao loa bây giờ thì, loa nếu như một bê xịn mà lại có 3 triệu 6 đúng không? Nên là đôi này 3 triệu 6 bác. 3 triệu 6 một đôi thì thấy nó vô lý quá. Mà em khui hàng cho bác rồi đấy. Thì cái lô trước được đôi cũng hết rồi. Nên về lô này thì lô này cũng đẹp lắm, toàn hàng đẹp cho các bác. Là có nhu cầu thì lô này cũng không được, được có gần chục đôi. Có 7 đôi gì đấy. Anh nhắc gì này, em nhắc cho bác tất cả bằng thép thép của anh nhá. Đây ok chưa bác, đối với dòng này thì ngày trước thì đúng thật rồi, nhiều bác là lâu ngày lâu lâu chưa mua dòng loa này đấy. Thì là thấy giá như thế lại nghĩ là loa đẹp, tất cả hàng bao loa xịn hết bác nhá. Đây nó nhìn hết cái đường gân chỉ của nó đây. Đây mà quay nghiêng xuống đây cho bác xem một chút nữa, sau đó em bóc luôn cho bác xem dần sao này bác nhá. Ok giờ ở mặt trước này, tép đây, tem của nó đây, tem chống hàng giả luôn nhé. Đấy, sau đây mời các bác vào em khui, em bóc nốt cho bác xem luôn. Bây giờ hàng nó phổ thông lắm, nó nhiều lắm, tôi nhiều buồn lắm, nên là cái túi tiền đến tay người sử dụng nó giá thành nó rất là hợp lý rồi, quá hợp lý. Đúng thật là có nhiều bác chơi đến đây lâu lâu bác bảo làm gì có chuyện đôi loa này 3 triệu 6 đúng không? Đấy. Ngày xưa các bác mua loa các bác có nhiều bác mua từ lâu rồi các bác tỏ tính, ngày xưa mua loa tỏ tính bằng vàng. Đây bác nhìn thấy củ chưa? Đấy. Đỉnh chưa các bác? Nó là đẹp mỹ mãn luôn nhá. Đây này, lau hết luôn. Bụi lông ngày xưa. Đây. Tất cả tiêu âm của những dòng loa BMW xịn này thì ở bên trong nó là cái bông thủy tinh. Cái bông thủy tinh này hút vào mũi nó rất là độc, nên họ đã bọc một cái lớp này, lớp vải này nó bọc vào để họ bảo vệ cái bông thủy tinh này, cho cái bông thủy tinh nó khỏi bay để mình hít vào mũi đấy chưa. Đấy, đây đây củ đây, con này là từ kép luôn nhé, từ kép BMW, từ kép luôn BMW, từ kép luôn. Dòng này thì chắc ít ai chê rồi, ít ai chê lắm không BMW này. Chất bát chất ấm ấm lắm, ấm và hay. Kiểu ấm và hay luôn. Đây để em tháo nó con két cho bác xem nhé. Đây. Tép của em vào đây bác. Dây còn zin luôn. Dây zin, tép zin luôn. Ok chưa bác? Quá hịn cho các bác luôn. Đó, cần để bóc nốt con tép bên này đi. Bóc nốt cho nó hết đi. Ok chưa? Này. Ui, nốt con tép còn rút nó bên này ra cho bác nhìn này. Ok chưa? 21-2051 PAA25-22. Đều tép xịn luôn, từ ghép hết. Tép xịn tất cho các bác luôn. Đấy, những dòng này các bác có thể vừa hát karaoke vừa nghe nhạc rất là hay luôn. Đối với dòng loa xịn này, loa xịn này thì các bác vừa nghe vừa hát. Còn bác nào mà mới chơi, bác nào mới chơi cái dòng này, mới chơi cái dòng này thì
Bác nghe đến giới thiệu nghe bác chưa phát hiện ra đâu. Bác bảo ôi chỉ nghe kém khác gì đô la mới. Nhưng báo cáo bác là bác lo nghe la mới, bác nghe tầm 3 đến 5 ngày bác sẽ biết ngay. Nghe lâu bác mới biết là cái chất lượng âm thanh nó sẽ chán, nó không được mềm mại như này. Đấy. Được chưa? Đôi này có mức giá 3 triệu 600 nghìn, BMW CS 350V 600W cả đôi này. Còn đôi đua này thì em đã có clip khui hàng đôi đua này rồi, đôi đua đến từ Đức ấy. Đôi đua là trùng series nhé. Đôi đua có mức giá là 4 triệu 8 lo Đức, lo nghe nhạc. Này, đôi đua đây. Đôi đua CL1052 nhé. Made in Germany. Series là 10073, bên dưới kia 10073, trùng series 4 triệu 8. Con BK này bát 25, hàng Made in Japan. Cũng có clip khui hàng cho bác rồi, bát 25, mức giá 3 triệu 9. Bát 25, 3 triệu 9. Cái e căng này của nó màu này, bác có thể cho e căng màu đen hay màu trắng, màu vàng tùy. E căng này các bác chỉ nhổ tay này, nhấc tay là ra được. Bác sơn, thích sơn màu gì được. Hàng bao zin bao xịn cho bác rồi. Từ kép nhé, con BK này từ kép luôn. Từ kép ạ. 3 triệu 9 đôi BK này. Còn đôi JBL này thì báo cáo bác là báo rồi bác. Bát 30, con này có clip khui hàng cho bác rồi đấy. Bát 30, nha. JBL này. Cái đôi ở đơn, cái đôi đôi mà về có một đơn đấy. Đây là con KES 6120 MK2 này. Con này là 4 triệu 8 một đôi đấy. Được chưa? Khá một đôi. Đấy. Về về xịn của bác đây. Ok chưa bác? Đấy, ngoài ra thì hôm trước em có giới thiệu cho bác là đây. Có cái dòng Mic Tomac này này. Cái Mic Tomac này thì cách đây khoảng độ hơn 1 năm về trước, đầu năm. Cái dòng Mic Tomac này vẫn 580.000 với lại hơn 600 một chiếc thôi. Thì đợt này về được nhiều lắm, khá rẻ cho bác nhé. Vẫn đây Mic Tomac này. Made in Japan. Tomac này. Dòng này mic này hát rất là trầm ấm luôn, rất là ấm ấm áp ấy. Cực kỳ hay luôn, phải nói là hay, ấm áp. Dòng này bây giờ đến tay các bác được quá bèo rồi. 480.000 một chiếc, tặng dây theo cho bác nhé. Tặng cả dây theo cho bác luôn, 480.000 một chiếc này. Tặng dây cho bác. Quá ok. Mic này em test hát cho bác rất là nhiều luôn, cực kỳ ấm áp luôn. 480.000 nguyên chiếc này thôi. Còn dây em cho theo các bác nhé. Dây cho theo. Nhưng vẫn 480.000 cho dây theo ạ. Trước còn 5-600 thôi bác ơi. Đấy, ok chưa? Rồi bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em Tuấn. Còn dòng BYB này cũng không có nhiều đâu, về được vài đôi. Hình như xem nào, đống kia được 2 đôi này. 1, 2 đôi. Trong này 2 đôi nữa, 3, 4. Còn có 5 đôi thôi bác ơi. Hôm qua đi, chiều qua đóng 2 đôi rồi. Hết, còn 5 đôi nữa thôi. Bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 08-222-8-1999 hoặc 0911-169-961 ạ. Em chào các bác.